Trong khuôn khổ giải đấu Aurus PUBG Championship mùa giải thứ 3 đang diễn ra, với không khí cực kỳ gay cấn và căng thẳng, với sự góp mặt của các đội tuyển game thủ hàng đầu tại Việt Nam, Given hòa mình cùng không khí đó xin gửi đến các bạn chương trình ưu đãi như sau. Với khi mua bộ máy tính Given Lina 2060, các bạn sẽ có thể chọn một trong hai ưu đãi như sau. Ưu đãi đầu tiên, các bạn sẽ được tặng toàn bộ các sản phẩm gaming gear cực hot với giá lên đến 2.880.000 đồng. Ưu đãi thứ hai, giảm giá trực tiếp từ 27.530.000 đồng xuống chỉ còn 25.500.000 mà thôi. Còn chưa hết, với 10 khách hàng đầu tiên mua bộ máy này, các bạn sẽ được tặng kèm một tản nhiệt cao cấp Aurus ATC 700 trị giá 2.150.000. Quá hấp dẫn đúng không anh em? Nhanh chân lên nhé, chương trình sẽ chỉ diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 mà thôi. Một lần nữa, Given xin chúc giải đấu Aurus Championship được diễn ra thành công và tốt đẹp.